Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, và như thường lệ mỗi thứ hai chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony. Chuyện gì trong vấn đề đầu tư? Gửi lời chào anh ngày hôm nay. Mến chào anh, kính chào quý vị. Ảnh hưởng của chiến tranh vẫn là mối quan tâm của giới đầu tư, nhưng mà anh vẫn cố đi tìm một cái khu vực kỹ nghệ nào đó mình vẫn có thể đầu tư cho tương lai được, phải không anh? Cơ hội rất là nhiều, nhưng mình phải kiếm thôi. Như là kiếm, nó gọi là cái kim trong haystack. Anyway, phải đi sàn một đống cát để tìm ra một vài hạt vàng, phải không anh? Anh đi ngược lại thời gian từ 2018 đến bây giờ, nó có 3 lần bán tháo. Lần thứ nhất là 2018, khi mà dân chúng sợ về cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Hoa, bán tháo. Lần thứ hai, đại dịch bắt đầu là mùa xuân 2020, thấy không? Xuống cả ngàn. Cũng bán tháo, nhưng mà sau khi những lần bán tháo đó, thị trường lại trỗi lên mạnh lên hơn 10, trước. Hơn 10%, 20%. Lạ hả? Lần thứ ba là có thể là bây giờ sắp tới thấy, cũng như là đang chiến tranh này, đang inflation này, cái đó một cái ý kiến thôi chứ không phải là mình đâm đầu vào. Đúng vậy. Và ông Warren Buffett thì có một cái lời là mình nên tham khi mọi người sợ. Đúng. Và mình nên sợ khi mọi người tham. Đúng. That's just an idea. Thì hôm nay đó thì Anthony sẽ chia sẻ một cái xu hướng mà đang tăng cường, tức một cái trend đang pick up steam, đó là thị trường EV, electronic vehicle, xe điện. Dạ. Tương lai. Anh biết hồi đại dịch đó, số xe mà chạy bằng xăng đi giảm xuống 15%, nhưng mà số xe chạy bằng điện nó lại tăng lên là 40%. Bây giờ mua không có nữa. Vâng. Thì theo cái bản research của Ark Investment đó, thì vào năm 2025 cái số xe điện bán ra nó sẽ tăng lên đến 400 triệu. Đúng. Vâng. Hiện tại bây giờ đó là chỉ có 6.6 triệu 2021 thôi. Anh thấy là tăng lên 6 lần lận. Tất cả những hãng bảo hiểm, những đại công ty mà sản xuất xe đó thi đua nhau bỏ tiền để đầu tư vào EV. Anh thấy Ford là một bài 2030 đó, Ford sẽ nói là bán ít nhất là 50% xe điện. Rồi đã bỏ 5 tỷ vào để đầu tư về EV production. GM đã cam kết đầu tư là 35 tỷ từ đây cho đến 2025 để mà sản xuất EV. Volvo này, rồi BMW này, rồi Toyota Motor, ai cũng bỏ tiền ra mà để toàn mà cầu luôn anh hết, tất cả các hãng xe trên toàn thế giới. Khi mà nói xe điện thì mình lấy cái cần nhất là cái bình điện, cái bình lưu trữ điện nó lâu hay là không. Thì cái công ty Anthony muốn chia sẻ nó gọi là Nuvve, cái ký hiệu là NVVE, có công nghệ của công ty này nó gọi là V2G, tức là Vehicle to Grid, giúp cho mình tận dụng tối đa cái khả năng mà lưu trữ và tiêu thụ. Em thường thường Tesla là fully charged, anh có thể anh chạy đến 250 mile phải không? Nhưng mà mỗi thường ngày mình đâu có chạy đến bây giờ. Thì bởi vậy cái công nghệ của công ty Nuvve này đó là anh có thể anh charge, nhưng mà anh có thể anh sử dụng những cái gì còn dư. Một là anh trả lại cái grid để lấy lại tiền, hoặc là anh sử dụng về mục tiêu khác. Giống như cái solar panel vậy ha. Dạ, theo đúng. Dạ, dạ. Đó thì cái công ty này rất là nhỏ, cái market cap chỉ có 140 triệu thôi. Quá nhỏ ha. 2020, 2021 vẫn còn lỗ, nhưng mà theo cái thị trường đó là earning per share là sẽ tăng lên là 40 xu vào 2024 và 1 đồng 56 xu 2025. Nha. Hiện tại bây giờ là đã trả hết nợ rồi, không có nợ nữa. Đó. Đó thì cái giá hiện tại bây giờ 7 đồng thì cũng rất là rẻ. Hôm nay lên quá rồi anh ơi. Oh wow, hồi thứ 6 thì không có 7 đồng. Thứ 6 anh báo tôi biết là đỡ biết mấy, tôi mua rồi. Bây giờ hôm nay trong lúc bản trình bày thì nó nhảy lên 1 đồng 2 rồi. Nhưng mà có lúc lên tới 17 đồng. Đúng. Cho nên quý vị yên tâm, vẫn còn cái khoảng công ty để mình kiếm nhỏ lời trong những năm tới. Chỉ cần để dành bây giờ, một vài năm sau lên được 17 đồng thì quý vị thấy cũng kiếm được 100% thôi. Dạ. Tại vì sao những cái mà dự đoán của mấy công ty này là vào 2030 là có xe điện rất là nhiều.
anh hiểu không? Thì... anh thấy mình nói tới cái chuyện mà lời của chứng khoán đó, lúc trước mình thấy đó là anh đầu tư cái gì mà kiếm được 7%, 10% một năm là mừng lắm mày anh. Dạ, dạ, vâng. Bây giờ nó lên khủng khiếp luôn. Cho nên quý vị thấy từ mức 8 đồng 21 mà lên thành 17 đồng 3 đó, nó cũng không xa lắm đâu. Dạ. Yeah. Cho nó một vài năm. Mà quý vị tưởng tượng, mình cho là 3 năm đi mà mình lấy lại 100%, tức là một năm mình kiếm 30%. Dạ, thưa đúng. Hơn. Dạ, thưa đúng. Yeah. Rồi công ty thứ hai cũng cái khu vực của xe, nó gọi là auto supplier, tức là những công ty mà cung cấp những cái phụ tùng những cái máy móc, những cái sensor cho xe điện. Chỉ riêng xe điện thôi. Well, hồi xưa đến giờ đó là xe xăng, nhưng mà bây giờ là bắt đầu là xe chuyển điện rồi. Đổi sang. Thì công ty này là có thể là xếp hạng tư lớn nhất cho những cái công ty mà nó gọi là auto supply đó. Thì GM đã cũng như là award, tức là thưởng cho công ty này là supplier of the year 6 lần. Nhưng mà GM không phải là chỉ có một customer của cái công ty này. Công ty này đã có 50 car and truck maker là customer rồi. Công ty đó gọi là Magna International, ký hiệu là MGA. Theo mình nói là cung cấp những cái như là transmission, những cái hệ thống sensor, những cái camera cho xe điện bây giờ. Thì có cái ba technology để mà giúp vào những cái plug-in này, rồi battery dự trữ này, rồi even xe truck nữa. Đó. Thì cái revenue đó thôi quý 4 của 2021 lên đến 9 tỷ. Hiện tại bây giờ cái giá thì có chừng 5% discount. Rồi khi mà anh so sánh relative strength, tức là chỉ số sức mạnh tương đối đối với lại những cái stock khác đó, cái công ty này xếp hạng top 10% hồi năm ngoái. Đó thì mình thấy cái xu hướng mà xe điện nó càng ngày nó sẽ càng nhiều. Một điểm mà chúng tôi thấy đó là đầu tư vào thị trường xe điện đó, nhiều tiềm năng lắm, nhiều quý vị. Bởi vì sao? Mình không muốn nó đang đến và bắt buộc. Bởi vì năm 2030, quý vị mua xe mới không còn là xe xăng nữa ở California này. Và các tiểu bang khác bắt đầu cũng nghĩ tới cái việc ra các luật lệ. Bởi vì họ nói cái khuynh hướng xe điện là trong tương lai bắt buộc. Nhiều người bây giờ họ thấy cái giá xăng nó bất ổn như thế đó, họ sợ lắm. Thậm chí chính mình sẽ có ý kiến để mình... Thực sự đó, lúc mà xăng lên bắt đầu, tôi cũng muốn hybrid xe điện trước đây rồi. Dạ. Nhưng mà bởi vì xe điện nó đắt rồi, mình thấy cái thị trường nó cũng còn trẻ quá đi. Dạ. Chưa có trưởng thành đủ. Mà thật sự như thế anh thấy. Được. Anh nói là anh đi tìm xe mà họ nói ra đến 2025, 24, 25 mới có. Dạ. Khi vào cái BMW mà 2022 mà xe điện đó, 7 chỗ ngồi nó chưa có, đến 2025 mới có. 25 mới có, xe điện 7 chỗ ngồi. Yeah. Rồi những cái loại xe truck mà chúng tôi đã đề cập đến cả bao nhiêu năm nay đó, bây giờ thực sự cũng chưa có được nữa. Và họ nói rằng may ra đến sang năm 2023 bắt đầu mới có những cái delivery giao xe đầu tiên thôi. Yeah. Và bởi vì sao? Họ không có cần phải quá gấp rút lúc này. Quý vị thấy ngay cả Toyota với Honda lẽ ra họ phải ưu tiên phải không ạ? Bây giờ họ chưa, bởi vì từ bây giờ tới năm 2030, trong cái thời gian họ chuyển tiếp, đầu tư là đương nhiên rồi, nhưng mà làm cho nó hoàn chỉnh. Đó, mà khi mình vào đầu tư thì mình đầu tư sớm. Đó. Anh thấy anh chơi baseball nó có là 9 hiệp, 9 inning. Bây giờ mới có hiệp đầu à. Thậm chí là anh mới bắt đầu thử đánh banh thôi, là batting cage. Vâng. Thì để trở lại cái ý kiến của ông Warren Buffett. Tham khi mọi người sợ hãi. Công ty Amazon, công ty Google tháng 6 này là sẽ stock split. Thì nếu quý vị có thể là mỗi tháng bỏ vào 500 đồng để mua thêm những cái cổ phiếu đó, thì cái đó là một cái ý kiến. Split ra tới 20 ạ. Một thành 20. Không thì để nó vừa phải 150 đồng một cổ phiếu Amazon thì cũng cả hai công ty rất là lâu dài, rất là lớn. Quá. Và thị trường này nữa, bởi vì chúng ta đầu tư cho năm 2030 quý vị ạ. Nói vậy chứ còn mấy năm nữa tới nhanh vô cùng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn anh Anthony rất nhiều. Cảm ơn anh, xin kính chào quý vị. Mời quý vị vào trong nhà nếu được, saigontv.com, và nếu vào Facebook và YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều.